Dạ, xin đi đòn mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh xin đi đòn. Bây giờ thì khoảng 10 giờ rưỡi ngày 19 tháng 11 2023. Đây là ngày chủ nhật cuối tuần. Xin đi cũng muốn mời anh chị chúng ta đi dạo những góc phố, những con đường thân quen của khu vực trung tâm Sài Gòn anh chị ha. Trước mặt anh chị đó là chợ Bến Thành. Và Sunny đang đứng ở cái góc của Bùng Binh Quách Thị Trang năm xưa. Bây giờ nó trở thành một cái ngã tư. Và cái hướng này là con đường đại lộ Lê Lợi nè anh chị. Sở Hỏa Xa, nay là công ty đường sắt Sài Gòn. Một góc phố rất là thân thương. Và thời tiết vào những tháng cuối năm thì sáng nay thì nó cũng se lạnh mát mẻ anh chị. Bầu trời hôm nay cũng rất là đẹp. Đối với trung tâm Sài Gòn thì những ngày cuối tuần đó thì nó cũng hơi vắng vẻ hơn so với bình thường, nhưng mà buổi tối thì rất là đông. Cái hướng này là chúng ta về con đường Trần Hưng Đạo, rồi con đường Phạm Ngũ Lão. Rồi bắt đầu xin đi xuất phát từ đây nha. Đây là cái đoạn clip Sunny sẽ đi dạo từng góc phố chia từng đoạn để anh chị cập nhật cái cuộc sống Sài Gòn, nhịp sống Sài Gòn vào những tháng cuối năm 2023. Bây giờ bữa nay là 19 rồi anh chị. Không còn bao lâu nữa là chúng ta bước qua thềm năm mới 2024 rồi anh chị. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi anh chị ha. Sunny đang đứng ở con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Công Lý, gốc đại lộ Lê Lợi và con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Công Lý anh chị. Và anh chị cũng biết đây là mùa mua sắm Black Friday, và cũng là một cái dịp cuối năm. Anh chị cũng biết thì chỉ còn 35 ngày nữa thôi là chúng ta tới lễ Giáng sinh rồi. Và những cái mall đang trang trí. Ở đây là cái mall Takashimaya Nhật Bản anh chị. Để hôm nào buổi tối đó khi mà ở ngoài đây thì nó lung linh như thế nào, Sunny sẽ chia sẻ với anh chị. Đây, Takashimaya. Thì thường các bạn trẻ thì cũng chọn cái mall để nơi mua sắm nè, giải trí nè. Bây giờ thì mall thì nó có đầy đủ hết anh chị, như là thời trang, ăn uống, rạp chiếu phim, quán cà phê, đầy đủ hết. Rồi đây là cái góc hình ảnh cái góc giao lộ ngã tư Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và cũng xin lặp lại, Nam Kỳ Khởi Nghĩa là Công Lý năm xưa anh chị ha. Thì đối với tình hình Sài Gòn kinh doanh thì cũng khó khăn lắm anh chị, nhưng mà thôi chúng ta tạm gác lại, nhìn thấy đó để chúng ta chiêm nghiệm cuộc sống, để chúng ta lên kế hoạch cho tương lai. Đôi khi buồn phiền thì cũng không giải quyết được gì anh chị. Quan trọng rằng chúng ta nghĩ
vui vẻ, tích cực giống như Sunny, cùng chia sẻ những hình ảnh nó không vui và có những hình ảnh vui tươi để chúng ta hòa mình với năm 2023 rất là khó khăn, và hy vọng năm 2024 những điều may mắn sẽ tới với gia đình, cô chú anh chị và các bạn. Xe cộ rất là đông phía trước mặt giao lộ. Đây, cái mò Tika Takashimaya. Khu vực này trang trí cũng rất là đẹp anh chị ha. Các bạn trẻ thì có một cái thói quen thường đi mò hơn đi chợ anh chị. Chính vì vậy những cái chợ nó cũng vắng, cũng khoảng là gần một chục năm sau thôi thì cái chợ nó không còn cảnh nhộn nhịp nữa rồi, nó thay thế bởi những cái mo. Đó là một xu hướng tất yếu. Ta đi anh chị. Nếu mà anh chị ra khu vực trung tâm thì sẽ ghé 65 Lê Lợi anh chị ha. Cái góc này là con đường Buster và đại lộ Lê Lợi anh chị. Nơi đây thì cũng trang trí. Ở đây thì rất là lung linh trong đêm anh chị ha. Khu vực này, con đường này quá thân quen những anh chị yêu Sài Gòn, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, có kỷ niệm với Sài Gòn. Ở cái góc bằng kia là cây Bạch Đằng, và mé bên trái là cái building khách sạn, đó là rạp hát Casino Sài Gòn. Xa xa thì chúng ta thấy nhà hát lớn thành phố, khách sạn Fresh và bồn binh cây liễu ngay chỗ đại lộ Nguyễn Huệ. Merry Christmas, không khí Giáng sinh bắt đầu tràn về anh chị. Rất là nhiều màu sắc. Đây là cái tòa nhà Sài Gòn Center 65 Lê Lợi, có cái mall Takashimaya Nhật Bản anh chị. Đây là cái giao lộ, Sunny đứng ngay chỗ cây Bạch Đằng ngó qua đại lộ Lê Lợi, và cái hướng này là chúng ta về chợ Bến Thành. Đối với đại lộ Lê Lợi ở dưới thì có một cái hầm làm cái tuyến metro ở Bến Thành Suối Tiên. Nghe nói cuối năm nay thì sẽ khánh thành nhưng mà cũng chưa thấy tín hiệu gì anh chị. Dòng xe đổ về con đường Buster. Nếu mà đi thẳng thì anh chị cũng biết là chúng ta về chợ Tân Định anh chị ha, kèm Bạch Đằng. Và đại lộ Lê Lợi. Chia sẻ với anh chị công trình Bến Thành Metro tuyến Bến Thành Suối Tiên thì cũng được làm từ lúc làm đến giờ cũng được 14 năm rồi anh chị, công trình thập niên. Thì đối với mặt bằng, những cái mặt bằng ở đại lộ Lê Lợi này thì nó giá cả cũng rất là mắc,
nên cũng chưa có ai thuê. Đó. À, khách sạn Fresh, rạp hát Fresh, và bên kia là thương xá Stark, ngay chỗ cái tấm bảng hàng rào màu xanh đó anh chị. Tiếc quá. Rồi, Sunny sẽ mời chị ngắm trung tâm Sài Gòn và chúng ta đi đến Bồn Binh Cây Liễu nha anh chị ha. Sunny theo thói quen thôi, ngày xưa gọi là Bồn Kèn, bữa nay thời tiết rất là đẹp, sáng thì nắng vàng nhẹ anh chị, và bắt đầu là đối với Sài Gòn như anh chị cũng biết là có hai mùa mưa nắng thôi, nhưng mà sáng nay nắng vàng, đây là một cái khoảng khắc thời khắc giao mùa. Và chúng ta sẽ đón cái mùa nói tí mùa đông, nhưng mà thật sự mà nói nó chỉ sáng se se lạnh chút xíu thôi anh chị. Như thế thì cũng cảm thấy rất là hạnh phúc rồi anh chị. Se se lạnh vào buổi sáng, ngồi một góc phố nhẹ nhàng khoảng 5-6 giờ sáng, nhâm nhi một ly cà phê sữa đá Sài Gòn, cảm thấy nó thi vị. Và trước mặt chúng ta đó bộ kèn, Bồn Kèn anh chị ha, Bồn Binh Cây Liễu. Aden thì mé bên kia. Đây là một cái hình ảnh mà anh chị yêu Sài Gòn lúc nào cũng nhớ, đó là tòa Đô Chánh, nay là Ủy ban thành phố, trên con đường Lê Thánh Tôn. Tòa Đô Chánh cũng lịch sử cũng hơn 100 năm rồi anh chị ha, rất là uy nghi. Sunny sẽ từ đây chúng ta sẽ đi về hướng con đường Đồng Khởi Tự Do anh chị ha. Thường vào những ngày cuối tuần thì các bạn trẻ ra đây quay phim, chụp hình, lưu lại kỷ niệm. Và các bạn trẻ thì rất là thích những cái tấm hình đẹp đó, post lên những cái Instagram, Facebook hoặc là những cái trang của mình để cùng khoe với bạn bè, đặc biệt là chị em. Chị em lúc nào cũng đẹp anh chị. Đây, chúng ta ngắm lại anh chị ha. Dòng xe đổ về chợ Bến Thành. Rồi, thôi mình đi anh chị. Ở đây có hàng cọ rất là đẹp. Thank you.
Ngay đây thì anh chị nhớ không? Có một con dốc thoai thoải trên con đường tự do đồng khởi nè anh chị. Những buổi mà đi học về đó, khi mà đi ra nhà thờ Đức Bà, đạp xe lấy chớn và chúng ta sẽ đổ dài trên con dốc này để chúng ta tới nhà hát lớn thành phố. Mé bên trái ngày xưa thì có một cái quán cà phê, nhưng mà bây giờ thì trở thành một cái mall Wincom Center. Đây là một cái căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê, cái mall, trung tâm mua sắm, với nhiều cái dịch vụ như là ăn uống, quán cà phê, rồi thời trang, vân vân. Xa xa đó là con đường Gia Long các anh chị, về nhà thờ Đức Bà. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục về nhà hát lớn thành phố anh chị ha. Đây là một cái clip dẫn anh chị chúng ta đi lang thang cuối tuần để chúng ta nhìn ngó Sài Gòn, biết rằng cuộc sống còn khó khăn lắm. Đối với Sài Gòn thì còn khó khăn lắm, nhưng mà theo Sinh đi nghĩ, cái gì nó cũng giống hình xin, cuộc đời là một cái hình xin anh chị. Cái khó khăn thì nó xuống và nó sẽ lên thôi. Quan trọng là cô chú anh chị, các bạn kể cả Sinh đi, luôn có sức khỏe và có một kế hoạch thì mọi chuyện nó sẽ qua đi thôi. Và Sinh Y rất là tin vào cái duyên. Ví dụ như Sinh Y đến với anh chị cũng là một cái duyên, hoặc anh chị đến với Sinh Y, kênh Sinh Y cũng là một cái duyên. Thì rất là trân trọng cái duyên đó anh chị. Đây là khách sạn Continental, cũng 130 mấy năm rồi đó. Đây là Eden, trung tâm mua sắm hàng VIP không có gì. Cái mall này bán hàng cao cấp không á, VIP lắm. Ở đây gọi là VIP, nhiều đúng là VIP. 143 năm rồi anh chị, khách sạn này 143 năm rồi, Continental. Thời gian đi thật nhanh. Anh chị nhớ không, mới đầu năm nay thôi, Sinh Y có quay những cái cảnh chợ hoa Tết, bán bông bán hoa trên bến Bình Đông, những ngày Tết. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta chuẩn bị hết năm rồi anh chị, nhanh quá. Đây là những cái xe tour chở khách du lịch và có xe bus mua chừng. Anh chị nhớ đi buổi chiều đó, khi mà cái những tia nắng cuối ngày đó, hoàng hôn đó, đẹp đẹp lắm. Chứ bây giờ thì đi nắng lắm anh chị. Nhà hát lớn thành phố, Hạ viện năm xưa, khách sạn Caravel. Và xin đi mời anh chị tiếp tục chúng ta đi con đường tự do đồng khởi và đến Nguyễn Thiệp để ra Nguyễn Huệ anh chị ha. Đây, một xíu xe đẩy bán nón cho khách du lịch, bán khăn tròn, bán nón.
hướng dẫn nè, những chiếc xích lô của các bác lớn tuổi. Chiếc xích lô mình đi ngay góc phố rất là thân quen. Xa xa anh chị, mé bên trái là con đường Đông Du Thái Lập Thành đó anh chị, ngay chỗ khách sạn Sheraton Mary Richmond. Đây là góc Nguyễn Thiệp. Đây một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng từ năm 1948 anh chị ha. Những góc corner này đẹp lắm anh chị. Đây là con đường Nguyễn Thiệp để chúng ta đi ra đại lộ Nguyễn Huệ. Biết rằng cũng chia sẻ với anh chị một lần nữa, biết rằng cuộc sống khó khăn nhưng mà anh chị cũng luôn khỏe nhé. Đôi khi chúng ta đừng suy nghĩ nhiều về nó, quan trọng biết được tình hình để có một kế hoạch cho cuộc sống riêng của mỗi gia đình, để làm sao chúng ta vững vàng trong cái qua cái năm 2023 này để đón chào năm 2024, thì cũng hy vọng rằng gặp nhiều cái thuận lợi thôi anh chị, chứ biết làm sao giờ. Còn các bạn trẻ thì khi mà có công việc làm thì cũng cố gắng giữ công việc, chứ mà bây giờ chúng ta sốc nổi, chúng ta buồn phiền sốc nổi nghỉ việc thì bây giờ cũng khó kiếm việc làm lắm, đối với ở Sài Gòn nha anh chị ha. Còn đối với ở nơi khác thì Sunny cũng không rành thì mình không có dám nói. Cứ có công việc là cảm thấy vui rồi, có công việc, có đồng tiền để sống và tiết kiệm. Đây là đại lộ Nguyễn Huệ và con đường Nguyễn Thiệp chúng ta mới đi qua. Rồi, một video clip ngắn ngủi để chia sẻ với anh chị những cung bậc cảm xúc, những góc phố thân thương của thời điểm giao thoa, giao mùa, và chúng ta sẽ đón một cái, chuẩn bị đón một cái mùa Giáng sinh sắp tới tràn đầy niềm vui, năng lượng và hạnh phúc. Và Sunny cũng muốn đem những cái niềm vui, năng lượng và hạnh phúc đó gửi tới cô chú anh chị và các bạn những gì hạnh phúc nhất, vui tươi nhất,
mạnh khỏe nhất sẽ tới với cô chú anh chị và các bạn cùng với gia đình. Xin đi thân ái mến chào. Hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.